Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ, ngày 24 tây tháng 5 năm 2021 và ở Việt Nam đó hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Thì đầu tuần này đó, Thuận lại muốn tiếp tục đem đến cho các bạn những thông tin, những tình hình của thị trường. Và hôm nay đã có rất nhiều những thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà trước hết cái bàn thì được là hôm nay đây là một ngày mà có rất nhiều những thông tin tốt. Chúng ta có những thông tin liên quan đến ngân hàng Goldman Sachs, chúng ta có thông tin liên quan đến những cái lời phát biểu uh, của đại hội Consensus trong đó có lời phát biểu của Ray Dalio cũng như là chúng ta có những thông tin liên quan tới Elon Musk Michael Saylor vân vân Chúng ta sẽ nói tới những thông tin này cũng như là nói tới những thông tin on chain Và ngày hôm nay chúng ta chủ yếu sẽ xoay quanh cái thông tin liên quan đến cái số lượng ví của Bitcoin Mà có hơn 1 ngàn cũng như là 10 ngàn Bitcoin ở trên blockchain bây giờ ra sao Và cũng như là chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin liên quan đến những biểu đồ tâm lý thị trường Nhưng mà trước hết á, thì Thuận có một cái điều Thuận muốn chia sẻ với các bạn Thì cũng như là nhiều bạn có đã biết là chúng ta đã vừa trải qua một cái đợt xuống giá cực nhanh và cực mạnh Có thể nói là không phải chỉ cuối tuần qua mà cuối tuần trước đó cũng như vậy Có thể nói được là nhiều bạn cũng có rất nhiều lo lắng trong thời gian mấy ngày qua Điều này cũng là bình thường mà thôi Thực sự mà nói là đối với những người mà trong thị trường này đã lâu năm Cái đợt đi xuống giá mới đây đó cũng là một đợt đi xuống giá cũng rất là nhanh So với những đợt trước đó Chứ không phải là như những đợt trước đó Nhất là trong năm 2017 đó chúng ta đâu có thấy những đợt đi xuống giá hơn 50% mà nhanh như vậy đâu Cho nên đây cũng là một điều mới trong thị trường này Tuy nhiên, đương nhiên những bạn nào mà đã tham gia vào lâu năm đó thì thứ nhất là có nhiều kinh nghiệm hơn Thứ hai nữa là có thể mua được Bitcoin hay là Ethereum hay là gì đồng khác với cái giá rẻ hơn Cho nên cái sự lo lắng sẽ giảm xuống Như bạn mới tham gia vào đó thì khi mà các bạn thấy là giá lên đó, và từ từ đi xuống một chút, điều chỉnh một chút Thì nhiều bạn có thể là Diamond Hand thì uh, các bạn cảm thấy là các bạn có thể làm được Tại vì các bạn đang đối đầu đó là lợi ích hơn chứ không phải là bị lỗ Nhưng mà khi mà giá cứ tiếp tục đi xuống tiếp tục đi xuống đó cho những bạn mới khi mà giá đến gần cái giá các bạn mua và thậm chí cái giá đi xuống dưới cái giá các bạn mua đó thì các bạn sẽ trở thành lỗ thì lúc đó nhiều bạn mới sẽ không có diamond hand được cho nên mới dẫn đến là tiếp tục trong vòng hai ba ngày đó tin tức xấu cứ tiếp tục đưa ra tiếp tục đưa ra liên quan đến Trung Quốc và chúng ta thấy được là nhiều bạn lại nhiều bạn hơn nữa một á, là sử dụng đòn bẩy sử dụng những cái lệnh như là margin futures mà sử dụng quá lố cho nên bị thanh lý đó là một thứ nhì nữa là nhiều bạn lo lắng khi mà giá đi xuống nhất là khi mà cái giá đi xuống xuống sâu hơn là cái giá các bạn mua đó thì lúc đó các bạn lại không dám đai mình hand nữa cho nên mới dẫn đến là nhiều người bán tháo ở trong thị trường này điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn là đầu tư đó thì mỗi người đều có một cái đầu tư khác nhau tại vì mỗi người đó là đều đi vào thị trường này với cái số vốn khác nhau tâm lý đầu tư khác nhau thời gian cũng khác nhau vân vân cho nên đó, các bạn thì được là mỗi bạn đó, đều phải có chuẩn bị những tâm lý không ai có thể đoán được thị trường tương lai như thế nào điều quan trọng hơn đó là không phải các bạn ngồi đó để mà đoán thị trường tương lai mà các bạn phải có sự chuẩn bị cũng như là khi mà thị trường lên các bạn sẽ bán mua hay là không làm gì hết hay là khi mà thị trường xuống đột ngột đó các bạn bán mua hay là không làm gì hết nếu như mà các bạn không có sẵn một cái chiến lược thì thị trường sẽ ép các bạn làm những chuyện mà các bạn uh, sẽ hối hận sau này và thị trường này đó thì các bạn hiểu được là những người mà kiếm được nhiều tiền nhất là những người đầu tư lâu dài thực sự mà nói thị trường này là một chuyên thị trường mà những bạn nào mà đầu tư lâu dài hoa đầu lâu dài là những bạn mà kiếm được nhiều lợi nhuận nhưng mà nào mà đầu tư ngắn hạn đó thì cũng kiếm được lợi nhuận nhưng mà sẽ khó hơn và sẽ nguy hiểm hơn khi mà các bạn vào đúng lúc đó thì các bạn thấy được là mỗi tháng đều có à, những cái đợt điều chỉnh không phải là chỉ riêng mới đây chỉ có là đợt mới đây rất sâu mà thôi nhưng mà tháng 1, tháng 2, tháng 3 đều có những đợt điều chỉnh như là các bạn thấy trên màn hình thì những bạn nào tham gia vào những cái đợt mà đúng lúc khi mà vừa vào thì giá tăng lên những đồng cứ tăng liên tục đó thì các bạn sẽ kiếm được rất nhiều lợi nhuận rất là nhanh nhất là khi các bạn đầu tư vào những đồng o nhỏ hơn nhưng mà cũng vì lý do đó khi mà các bạn thấy thị trường đảo chiều thì các bạn sẽ mất cái phần đó rất là lạ cho nên đầu tư ngắn hạn đó các bạn cần phải chấp nhận nguy hiểm rất là cao. Cho nên việc này đó là một thị trường mà đầu tư dài hạn sẽ có kết quả nhiều hơn. Đây là cái chia sẻ của bản thân thuận mà thôi. Các bạn có đi xem như đây là một cái tài liệu. Một điều khác nữa đó thuận muốn chia sẻ với các bạn đó là gần đây thuận có làm một cái video liên quan đến cái chiến lược chốt lời bằng cách là trung bình giá ra. Thì video đó đó Thuận đã đăng và không phải là cái video đầu tiên Thuận chia sẻ về cái khái niệm chúc lời Trong vòng 6 tháng qua đó Thuận chia sẻ cái khái niệm chúc lời với các bạn rất nhiều lần rồi Và các bạn thấy được là giá Bitcoin mặc dù vẫn đang trên con đường hồi phục mặc dù cũng đã đi xuống à, một phần trăm cũng khá lớn nhưng mà so với cái giá một năm trước đây đó giá bình thường chỉ xoay quanh chín 000 đô mà thôi bây giờ là 38 mươi tám ba đô thì các bạn đều được các bạn đã lời hơn 4 lần rồi ở thời điểm hiện tại cho nên tôi nghĩ là có nhiều bạn cũng đã có lời nhưng mà lại không có chốt để cho giá cả đi xuống cho nên khái niệm chút lời đây là một khái niệm mà thường chia sẻ rất nhiều trong vòng 6 tháng qua và bản thân thường chia sẻ với các bạn liên quan đến cái khái niệm chút lời một cách tập trung mình giá ra cách đây khoảng dừng là bài video thì chỉ đáng tiếc là sau khi mà thường chia sẻ đó thì giá cả lại có xu hướng đi xuống cho nên thường vẫn chưa có chút lời và thậm chí còn mua thêm trong cái đợt xuống giá này như thường thường đã chia sẻ trong cái bài viết ngày hôm qua thì trong thời gian mà đi xuống đó cách mà các bạn nhận được thông tin mới nhất và nhanh nhất là theo dõi thuần capital trên mạng xã hội cho nên các bạn cần phải theo dõi để các bạn nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất nhất là trong những cái thời điểm mà thị trường đang có nhiều diễn biến liên quan tới giá cả và những bạn nào mà, mà tham gia vào đó trong thời gian gần đây đó mà giống như là các bạn thấy là có lời nhưng mà các bạn muốn lời nhanh gọn lẹ đó nhưng mà khi mà các bạn thấy giá cả đi xuống ngột các bạn muốn bán đó thì các bạn sẽ thấy được là tình hình thị trường này không phải mới đây mà lúc nào cũng vậy mỗi lần mà giá cả tăng chứng mạnh hay là đi xuống mạnh đó, thì nhiều sàn những sàn lớn như là Coinbase, Binance cũng sẽ bị tắt nghẽn tại vì quá nhiều người đăng nhập cùng một lúc thì nhiều sàn sẽ không xử lý được cho nên những lúc mà như vậy đó những lúc mà các bạn thấy giá lên mạnh các bạn muốn vào để mà mua nhanh đó, thì lại vào không được những lúc mà các bạn thấy giá xuống mạnh vào bán cũng bán không được cho nên các bạn cần phải có những cái sự chuẩn bị đó và mỗi lần mà thùng nói tới khái niệm chúc lời đó thì lại có nhiều bạn lo lắng nghĩ là thùng nghĩ là thị trường đang xấu hay là thị trường sẽ đảo chiều cuộc uh, tăng trưởng này coi như là chấm dứt ở đây thì không phải đâu tại vì thường đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều những cái khái niệm chúc lời trước đây chứ không phải là chỉ mới có cái video cái đây mấy ngày và chúc lời với lại nghĩ thì có tiếp tục tăng trưởng hay là không là hai chuyện không phải là giống nhau các bạn thì được cái bạn có thể chốt lời nhưng mà vẫn nghĩ là thị trường vẫn tiếp tục tăng trưởng giống như là các bạn nghĩ là các bạn có sức khỏe bây giờ các bạn nghĩ là sức khỏe mình rất tốt nhưng mà các bạn vẫn đi mua bảo hiểm sức khỏe tại vì sao tại vì đó là một những cách các bạn bảo vệ bản thân mình cũng như là các bạn chốt lời là một những cách các bạn bảo vệ tài sản của mình đây là một thị trường mà các bạn nếu muốn kiếm được nhiều lợi nhuận đó các bạn cần phải có chiến lược lâu dài và chấp nhận ở lại lâu dài đó là những người mà kiếm được cái số tiền nhiều nhất trong thị trường này những vấn đề này đó những mà nào mà theo dõi thuận capital từ nhiều năm thì cũng đã biết rồi nhưng mà nhiều bạn mới tham gia trong thị gian gần đây cho nên thuận muốn chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn và thường thấy là nhiều bạn thì cũng có cái sự hiểu lầm liên quan đến cái khái niệm hodl hay là diamond hand thực ra mà nói đó cái khái niệm giống như là diamond hand đi tay kim cương đi là cái khái niệm đến từ những cái group như là Wall Street Bet ở trên Reddit thì ngay cả những group đó nó họ cũng có cái target thay cái chút lời của họ là mục đích là đến bao nhiêu trước khi mà họ bán chứ không phải là diamond hand là không bao giờ bán diamond hand chỉ có nghĩa là không bán trong thời điểm mà mọi người quản loạn không bán tại vì các bạn sợ đó mới gọi là diamond hand nhưng mà khi mà đạt được mục đích các bạn hoàn toàn có thể bán cái đó vẫn gọi là diamond hand và khái niệm hodl là cái khái niệm mà các bạn đầu tư lâu dài Và khi các bạn tin tưởng một tài sản nào đó các bạn hoàn toàn có thể đầu tư lâu dài Nhưng mà đã nói đầu tư thì đương nhiên các bạn cần phải có những cái chiến lược chốt lời Cho nên hodl cũng không có nghĩa là các bạn à, không có bán Giống như là Thuận vẫn tin là thị trường này sẽ tiếp tục lên tới 100.000 đô thậm chí là 500.000 đô Câu hỏi bây giờ là cái phần trăm đó bây giờ đó so với là chúng ta trước khi có đợt điều chỉnh này đó Phần trăm đó đó thường đã giảm xuống nhưng mà thường vẫn có lòng tin là Chúng ta vẫn có cái cơ hội thấy được giá Bitcoin lên tới 100.000 đô Thậm chí là hơn con số đó trong đợt tăng trưởng này thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn và nếu như mà không phải đợt tăng trưởng này thì sẽ còn đợt tăng trưởng kế tiếp thông tin tưởng Bitcoin sẽ lên tới 100.000 đô đối với thường là quá thấp đối với tương lai của Bitcoin phải lên tới 500.000 đô vì lý do đó cho nên các bạn hiểu được là có phần lớn crypto của thường sẽ không có bán và thậm chí sẽ có một phần thường sẽ không bao giờ bán tại vì đó là lòng tin của thần liên quan đến thị trường này cái phần đó là cặp phần mà thần sẽ để lại cho thế hệ sau chứ sẽ không bao giờ bán và mãi mãi không bán và vì cái lý do là mỗi lần mà thường nói tới chốt lời thì lại làm cho nhiều bạn hoang mang cho nên sau này đó tôi sẽ không có chia sẻ những cái thông tin liên quan đến chốt lời nữa nhưng mà các bạn cần nên biết là khi mà chúng ta thấy giá cả tăng trưởng mạnh đó, thì thường đương nhiên sẽ có những cái chiến lược chốt lời cho cá nhân của bản thân nhưng mà thường sẽ không chia sẻ trên channel này để mà tránh gây ra nhiều cái sự lo lắng đến từ các bạn tương lai crypto thường đương nhiên rất là tin tưởng và phần lớn tài sản của thường vẫn nằm trong thị trường crypto thì thường hy vọng là những cái thông tin này có thể giúp đỡ cho nhiều bạn mới tham gia vào thị trường này để các bạn hiểu rõ hơn và thường nghĩ là nhiều bạn cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong cái đợt xuống giá mới đây Bây giờ chúng ta hãy chuyển qua để mà nói về tình hình của thị trường đi. Thì các bạn thấy được thị trường bây giờ đang rất là xanh và chúng ta nhìn vào những nông lớn thì các bạn thấy được những thông tin gì? Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào Bitcoin đó thì tăng khoảng chừng 10%, mức là 38.479. Uh, Ethereum thì tăng 2.648, các bạn thấy được là tăng phần 23,8% trong vòng 24 giờ qua. Tether thì gần đây cũng có nhiều đồng Tether in ra Thường thì những đồng Tether in ra đó là một điều tốt đối với giá cả của crypto Các bạn thấy được là Tether in ra nhiều là cái nhu cầu của nhiều người ở trên những cái sàn giao dịch muốn có độ ổn định để có thể là đi thu mua crypto Cho nên nhiều đồng Tether in ra là một điều tốt Thì các bạn thấy được trong vòng 2 tuần qua đó các bạn thấy là Tổng cộng là trước đây 2 tuần là có 56,6 tỷ đô la Tether. Ngày hôm nay chúng ta có cái số lượng đồng Tether là 60,3 tỷ thì tính sơ bộ thôi. Thì các bạn thấy được là gần như là có 4 tỷ đồng Tether in ra trong thời gian chỉ có 2 tuần mà thôi. Chúng ta nói tới cái đồng kế tiếp đi. À, đồng kế tiếp là đồng Binance Coin thì các bạn thấy được là tăng 32,1%, Cardano tăng 16,6%, Dogecoin tăng 18,4%, XRP tăng 26,1%, Polkadot tăng 27,9%. USD Coin cũng là ổn định và ngày hôm nay đã vào cái thấp 10. Các bạn thấy được là D ổn định mà nhiều bạn sử dụng ở trên những sàn như là Coinbase thì đồng USDC này đó trong vòng 2 tuần qua USDC được in ra các bạn thì rồi cách đây 2 tuần đó chỉ có là 15,7 tỷ đô la nhưng mà cho đến ngày hôm nay các bạn thấy được đã có lên tới là 20,8 tỷ đô la. Có nghĩa là trong thời gian 2 tuần thôi đã có khoảng chừng là 5 tỷ đô la đồng USDC được in ra cũng giống như là Tether càng nhiều độ ổn định trên những sàn giao dịch là thường là dấu hiệu tốt liên quan đến giá cả chúng ta bây giờ nói tới đồng kế tiếp đó chính là đồng Internet Computer tăng 2,8% trong vòng 24 giờ qua mức là 145 đô và 48 cent điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan đến tình hình tâm lý thị trường như thế nào nhưng mà trước hết á các bạn thấy được là có một biểu đồ mà thường chia sẻ ngày hôm qua mà rất nhiều bạn cũng quan tâm đó chính là biểu đồ bitcoin rainbow hay là biểu đồ câu dòng bitcoin thì thường đã đăng cái link liên quan tới biểu đồ này trên những mạng xã hội cũng như là đăng ở trên cái phần mà đăng status của youtube nhưng mà nào mà Cần thì hãy lên trên những mạng xã hội hay là lên trên cái phần status youtube để mà lấy cái link cho biểu đồ này Thì hôm nay biểu đồ này đó, sau khi mà các bạn thấy là ngày hôm qua là đi vào cái dùng màu xanh lá cây là cái dùng rẻ đó Chúng ta hiểu biểu đồ này đã đi à, trở về ở trên cái mức là màu vàng Màu vàng nghĩa là ho đồ, đây là cái thời điểm là coi như chính giữa Không mua không bán gì thì biểu đồ này bây giờ nói là chúng ta phải tiếp tục ho đồ Đây là tình hình mới nhất liên quan tới biểu đồ này mà tôi muốn chia sẻ với các bạn